Cây có gốc mới nở ngàn xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Có tổ tiên trước, rồi sau có mình. Đến hôm nay, sau 20 năm ngày mẹ mất, ngày 29 tháng 6 năm 2004 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024 âm lịch, sau 16 năm ngày ông nội mất và sau 12 năm ngày bố mất, bằng cách nào đó, con vẫn hiểu ông, bà, bố, mẹ còn nhiều lắm những điều muốn gửi gắm khi làm người trần thế. Như một luồng điện thông linh thôi thúc con làm chương trình hồi ức 20 năm về mẹ nhân ngày giỗ mẹ. Xuyên suốt chương trình là cả một bộ phim ùa về ký ức, tìm từng kỷ niệm, hình ảnh của mẹ và gia đình trong quá khứ. Ngày xưa đúng là nghèo khó và công tác lưu giữ thật khó khăn. Mẹ, cái duy nhất còn lại đủ đầy là những lá thư mẹ gửi cho con. Cái duy nhất còn lại là những kỷ niệm của gia đình ta khi còn đủ đầy mãi trong ký ức của anh em con và mọi người. Trong thời gian và bối cảnh có hạn, anh em chúng con đã cố gắng hết sức để gửi tới đại gia đình họ Nội, họ Cao, đại gia đình họ Lê nhà ngoại, bà con, dân làng, gia đình thông gia, các dòng họ trong làng, các bậc cao niên, chính quyền địa phương, anh em hàng xóm, bạn bè gần xa, những suy nghĩ của ông, bà, bố, mẹ khi còn sống và trách nhiệm của chúng con với gia đình, sự kế thừa và phát huy dòng chảy cội nguồn đó. Rất nhiều anh em nội ngoại bạn bè ở xa về, bố mẹ, Vũng Tàu, Sài Gòn, Hà Nội và rất nhiều thành phố khác nữa. Con và tất cả mọi người đều xúc động ân tình sâu nặng đó, lại thấy trách nhiệm cao cả của chính bản thân mình ngày càng nhiều hơn. Trước tiên, cháu xin được cảm ơn gia đình lớn, nhà nội họ Cao, gia đình lớn họ Lê nhà ngoại đã luôn yêu thương, đùm bọc gia đình nhà cháu khi ông, bà, bố mẹ còn và cho đến bây giờ vẫn vậy. Con xin thay mặt cho bố mẹ, xin cảm ơn các gia đình thông gia đình bố Thới, mẹ Hoa, gia đình thông gia của em Thương Tám, Thơm Tuyên, Hương Đức, Thịnh, Thanh đã gả con gái, con trai về làm dâu, làm rể gia đình nhà con. Nghĩa tình dân làng, Hùng Sơn, Trí Phú không thể nói vài câu là hết được. Hôm nay có đại diện chính quyền thôn, đại diện các dòng họ tại làng Trí Phú, đại diện các bậc cao niên, đại diện các mối quan hệ khi bố mẹ cháu còn sống. Xin cho anh em cháu cảm ơn sâu sắc nghĩa tình này. Xin kính chúc cho làng ta ngày càng văn minh, đoàn kết và giàu đẹp đúng với cái tên của nó, Trí Phú. Cháu xin được cảm ơn các cô chú đã bớt chút thời gian hôm nay đến đây dự hồi ức 20 năm về mẹ của các cháu. Dù trực tiếp hay gián tiếp, các cô chú cũng là người ảnh hưởng tới các cháu để trưởng thành đến ngày hôm nay. Xin được cảm ơn những người cô, người chị, người bạn, người em đã kết nối ban giao với anh em cháu như tình thân trên cuộc đời này. Xin được cảm ơn tất cả. Thay mặt chương trình hồi ức 20 năm về mẹ, con trai trưởng Cao Văn Thi. Sao
chẳng bao giờ nghe tiếng thở than, nuôi con khôn lớn xa chỉ thân mình. Giờ con đã trưởng thành hơn, tìm lại miền quê đáp ơn sinh thành, rêu phong một phủ mái nhà. Bóng mẹ nơi đâu mà con ai ngóng trông con về, còn ai nhớ chờ mong. Mẹ ơi đau đớn xót xa trong lòng, gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, năm cánh dài thức đủ dừa, năm hơi là chàng ơi hỡi người nghi ơi em nhớ tôi già. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con hỡi con ơi, là con hỡi con. Nghe tiếng thở than, nuôi con khôn lớn xa chỉ thân mình. Giờ con đã trưởng thành hơn, tìm lại miền quê đáp ơn sinh thành, rêu phong một phủ mái nhà. Mẹ nơi đâu mà con ai ngóng trông con về, còn ai nhóm bếp chờ mong. Mẹ ơi đau đớn xót xa trong lòng, còn ai nhóm bếp chờ mong, muộn màng con khóc.